Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Duy Minh trong ngày hôm nay cũng đã đi thăm và tặng quà các gia đình cán bộ công đoàn cơ sở là con thương binh liệt sĩ. Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố đã thấp hương bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu so sắc đối với các thương binh liệt sĩ đã khuất và nhấn mạnh các thế hệ công đoàn luôn luôn biết ơn sự đóng góp to lớn của các gia đình chính sách, trong đó có gia đình cán bộ công đoàn là con thương binh liệt sĩ. Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của thành phố. Cùng với việc đi thăm và tặng quà 21 gia đình cán bộ công đoàn cơ sở là con thương binh liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Liên đoàn Lao động Thành phố đã chỉ đạo công đoàn các cấp triển khai nhiều hoạt động cụ thể thiết thực chăm lo các gia đình chính sách. Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cũng đã đi thăm và tặng quà Trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng và Trung tâm nuôi dưỡng điều dưỡng người có công Quảng Nam.